Những hình ảnh đẹp này được lan tỏa không chỉ cuốn hút người trong doanh nghiệp muốn cống hiến cho doanh nghiệp, mà còn thu hút những người khác muốn xin vào Tân Đệ làm việc. Đó chính là văn hóa doanh nghiệp mà Tân Đệ xây dựng lên để tạo dựng thương hiệu, thu hút người lao động đến với doanh nghiệp. Công ty Tân Đệ đã xây dựng ra các cái nguyên tắc làm việc, rồi xây dựng các cái quy trình làm việc, cũng như là nguyên tắc ứng xử trong doanh nghiệp để mà định hướng cho người lao động, cũng như là định hướng cho lãnh đạo rồi người lao động trong doanh nghiệp thực hiện cái văn hóa doanh nghiệp. Và đây cũng là một cái động lực để cho tạo điều kiện cho người lao động trong công ty là có động lực để làm việc. Với phương châm xây dựng văn hóa doanh nghiệp ngay từ khi thành lập, công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ đã trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, với 9 nhà máy trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 18.000 công nhân vào làm việc, xuất khẩu trực tiếp sang thị trường các nước lớn. Thì nghĩa là như công ty mình thì mỗi năm là cứ đến dịp cuối năm ấy là ban giám đốc công ty tặng quà cho công nhân là sẽ là chằng hết vào các xe cho công nhân, để nghĩa là mình đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng mà cảm thấy rất vui khi nào được làm việc trong môi trường công ty Tân Đệ. Tôi vào làm việc ở đây được 5 năm và tôi thấy môi trường làm việc ở đây xanh sạch đẹp, chuyên nghiệp và được đời sống an sinh xã hội thì chăm lo cho người lao động rất là tốt. Từ những yếu tố đó thì tôi đã giới thiệu cho rất nhiều người bạn bè, người thân vào đây làm việc để được hưởng những cái chính sách an sinh xã hội tốt như vậy. Với phương châm lấy phục vụ tốt để kinh doanh có hiệu quả, những năm qua, công ty Điện lực Thái Bình đã xác định thực hiện văn hóa doanh nghiệp là nền tảng để xây dựng và phát triển bền vững đối với doanh nghiệp. Công ty đã tiên phong đi đầu trong các chương trình đổi mới nhận thức, thái độ, kỹ năng ứng xử và phục vụ khách hàng, tạo ra đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên đoàn kết với tinh thần cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì đã góp phần rất lớn vào cái hoàn thành các cái chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các cái nhiệm vụ của công ty. Cụ thể như khi mà tạo được cái văn hóa doanh nghiệp trong cái môi trường làm việc hết sức là minh bạch, công bằng và đoàn kết với nhau, thì từ đó thì cán bộ viên có tinh thần đoàn kết, phấn khởi, luôn luôn cống hiến hết mình để hoàn thành các cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Đối với lại các cái nhiệm vụ về thực hiện các cái chỉ tiêu thì khi lãnh đạo công ty rồi lãnh đạo các điện lực tổ chức họp giao ban triển khai thì cán bộ công viên các cái cấp, các phòng ban, các đơn vị đều tích cực hăng say trong việc hoàn thành các cái chỉ tiêu trên cái nền tảng mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp mà công ty đã xây dựng lên. Những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạt nhiều kết quả nổi bật. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân được quan tâm chỉ đạo trên cơ sở ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh. Vì sự phát triển bền vững, kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp đã coi trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo dựng mối quan hệ thân ái, gắn kết, tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thấy rằng các doanh nghiệp này đã và đang thực hiện cái nếp sống văn hóa của doanh nghiệp của mình rất tốt. Đó là cái việc thực hiện các cái nghĩa vụ với nhà nước về ngân sách, nghĩa vụ về bảo vệ môi trường và cái nghĩa vụ trong cái quan hệ ứng xử giữa các doanh nghiệp với các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với khách hàng. Đây là một cái tôi cho rằng là khẳng định rằng các cái doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình có những cái xây dựng nền tảng văn hóa rất là đậm nét Thái Bình và rất bền vững. Tôi nghĩ rằng các cái doanh nghiệp ở Thái Bình của chúng ta trong những năm qua và hiện nay cũng như các năm tới đã và sẽ thực hiện nghiêm túc các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và xây dựng cái nền tảng văn hóa của doanh nghiệp của mình trên cơ sở cái nền tảng văn hóa của cội nguồn của dân tộc. Đấy. Và tiếp tục vận dụng những cái sáng tạo đó để mà thực hiện đúng cái lời của Bác Hồ dạy, tức là cần kiệm liêm chính. Xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp đã và đang là giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giúp thu hút người lao động, giữ chân người tài, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững cũng như tạo lợi thế cạnh tranh riêng của mỗi doanh nghiệp.